Xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách dùng chuột và bàn phím để thao tác trên cái nền web. Thì trên này mình đã liệt kê một số những cái hành động như là click chuột phải, click chuột trái, kích giữ, rồi dê chuột, các thứ, các kiểu đà điểu đều có hết ở đây. Thì mình có đưa một số những ví dụ dưới này chẳng hạn. Thì ở đây trong cái ví dụ này á, ví dụ như key down ha, là nó sẽ bấm cái phím shift xuống, rồi sau đó nó điền chữ hello lên. Thì từ cái bước 1 đến bước 3 này ra, chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên cái fill box là toàn bộ cái chữ hello này nó thành cái chữ chữ in hoa hết. Sau đó thì nó double click lên. Đấy. Thì cái này nó mục đích của nó là nó muốn bôi đen cái chữ hello này thôi, giống như là mình đang làm đây, double click này. Rồi context menu là để nó mở cái cửa sổ menu này, ví dụ như này. Đó, thì đây là cái context click. Đó, sau đó thực hiện. Thì trong cái ví dụ lần này á, thì mình sẽ demo cho các bạn một trong những cái trường hợp. Ví dụ như là chúng ta sẽ điền một cái từ khóa gì đây. Sau đó chúng ta ấn Ctrl Shift A. À, Ctrl A để bôi đen này, Ctrl X để cắt cái từ này, sau đó vào cái form này và chúng ta sẽ paste cái giá trị lên đây. Thì mục đích của cái kịch bản này là như vậy thôi. Thì trong cái phần my paste object ấy, mình đã viết hai cái này đây. Thì mình sẽ bao nó lại 3 giây để cho các bạn nhìn thấy là nó đã cắt cái text đấy như thế nào. Thì ở đây các bạn thấy nó sẽ mouse over lên cái cửa sổ slotbox này, sau đó nó kích lên đấy này. Nó giữ phím shift này và gõ cái giá trị mà chúng ta muốn truyền vào này, thả shift ra, Ctrl A để bôi đen tất cả, Ctrl X để cắt, Ctrl X để cắt. Sau đó thì nó sẽ di chuyển sang cái trang bên kia. Đó, thì cái kịch bản của chúng ta nó sẽ như thế này. Đó. Mở cái trang web này, viết cái chữ này lên, thì tất cả những chữ này nó sẽ biến thành chữ hoa hết. Sau đó click vào nút login và paste nó vào cái cửa sổ, đó là cái mục đích của cái demo này. Đó, thì mình sẽ demo cho các bạn. Đó, nó cắt luôn mất rồi. Thế nó cắt thì cái chữ mà mình điền nên đã mất. Bây giờ nó sẽ chuyển qua cái màn hình đăng nhập. Nó sẽ điền. Đó, thì bạn đã nhìn thấy cái chữ nó cắt được và nó paste lên đây. Thì đây là cái kết quả. Giả sử như là mình muốn thay đổi một một chút nha. Mình muốn cho cái context click ấy. Context click là cái cửa sổ, cái mà chúng ta gõ chuột phải lên ấy, để nó hiện lên. Đó. Thì chúng ta sẽ cho thêm cái này vào đây thôi. Thì chúng ta sẽ cố gắng sẽ đưa hết những cái ví dụ mà đã đề cập ở trong cái bài này vào trong cái kịch bản của chúng ta. Đâu rồi? Đây, và thứ ba đây, click. Thì ở những video sau thì mình sẽ làm những cái liên quan đến drag drop, mình tìm cái trang web nào có cái này thì mình sẽ demo cho các bạn. Ok, thì mình sẽ chạy lại cái này thì xem nó có click cái chuột phải lên không. Thì đây là cái trang web nó đang chạy thì nó đã cắt cái text đi rồi. Thì bây giờ nó sẽ sang đây. Đó, các bạn thấy nó đã mở cái context menu lên. Thì bây giờ làm sao mà chúng ta có thể lựa chọn được vào cái context đó, thì nó là một cái vấn đề khác mà Selenium nó không có support. Vậy thì làm sao mà để chúng ta có thể thao tác được với cái cửa sổ context đó, thì trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian
theo dõi.